chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thông tin chúng tôi vừa cập nhật từ bản tin trưa nay của Bộ Y tế cho biết, nước ta có thêm 118 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang nhiều nhất với 69 ca. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay là 7.786 ca, trong đó có 1.534 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Thưa quý vị, đã trải qua 14 ngày, tỉnh Trà Vinh không có thêm ca mắc COVID-19, tuy nhiên thì địa phương này vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn của toàn tỉnh, tiếp tục duy trì các tổ COVID-19 cộng đồng, duy trì 4 chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ vào tỉnh trên các tuyến quốc lộ 53, 54 và 60. Yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế phối hợp với sở ngành liên quan siết chặt các hoạt động phòng chống dịch tại các khu kinh tế công nghiệp trong tỉnh, đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch vừa sản xuất kinh doanh. Công tác phòng chống dịch phải đảm bảo an toàn cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới, đồng thời sẵn sàng phương án dự phòng cho tình huống phát sinh. Trước đó, vào ngày 30 tháng 5, tỉnh Trà Vinh đã phát hiện 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng là hai anh em ruột ngụ tại thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè. Tỉnh Trà Vinh đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch, kịp thời khoanh vùng, truy vết ca bệnh và thực hiện giãn cách toàn tỉnh kể từ ngày 1 tháng 6. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 với số lượng hơn 14.000 liều vaccine COVID-19 cho đối tượng ưu tiên theo nghị quyết số 21 của Chính phủ. Trong đó có trên 8.000 liều cho các đối tượng tiêm mũi 1, số còn lại dành cho các trường hợp tiêm mũi 2. Các đối tượng tiêm đợt 2 là nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công lập từ tuyến tỉnh đến huyện, xã, y tế, thôn bản, nhân viên y tế của các phòng khám đa khoa tư nhân, bệnh viện tư nhân, người phục vụ tại khu vực cách ly tập trung của các huyện, thành phố, khách sạn đang tổ chức cách ly tập trung, chuyên gia nước ngoài. Thời gian tiêm được thực hiện từ ngày 15 tháng 6, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 7. Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình yêu cầu các điểm tiêm chủng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo quy định, phân công nhân lực chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị, sẵn sàng cấp cứu trong trường hợp xảy ra phản ứng sau tiêm chủng. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề xuất gói ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trị giá 8.600 tỷ đồng. Dự kiến mức hỗ trợ sẽ là 10 tỷ đồng một dự án, gấp gần 3 lần so với hiện tại. Và như vậy, mỗi năm có 100 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp được hỗ trợ thêm vốn, tạo động lực phát triển. Giai đoạn 2016-2020, dù được bố trí kế hoạch trung hạn từ ngân sách trung ương cho nông nghiệp hơn 300 tỷ đồng, nhưng các địa phương ưu tiên đầu tư vào công trình kết cấu hạ tầng, vốn đầu tư cho nông nghiệp chỉ còn khoảng 113,5 tỷ đồng. Theo đó, Bộ đề xuất xây dựng nghị định mới tập trung vào hỗ trợ ngành nghề ưu đãi đầu tư, đặc biệt là ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, bao gồm nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, trồng và bảo vệ rừng, làm muối, khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá, sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinh học. Thưa quý vị, mô hình doanh nghiệp không COVID-19, tức là doanh nghiệp đó phải có đủ 5 yếu tố an toàn, đó là công nhân an toàn, vận chuyển an toàn, lưu trú an toàn, bếp ăn an toàn và phân xưởng an toàn. Đây cũng là mô hình đang được Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải Việt Nam áp dụng nhằm đảm bảo khởi động lại toàn bộ hệ thống của các vendor theo chuỗi cung ứng toàn cầu và đảm bảo quyền lợi lâu dài trong phát triển sản xuất của doanh nghiệp. Điều đáng nói là tỉnh Bắc Giang sẽ chọn mô hình này là mô hình điểm để nhân rộng. Sau một tuần khởi động lại sản xuất, giờ đây cán bộ công nhân viên của Tập đoàn Hồng Hải phải quen với những quy định mới. Ngoài việc ở tại ký túc xá, trước khi vào nhà máy, công nhân còn phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn và xét nghiệm định kỳ. Đặc biệt, toàn bộ khu vực sản xuất của người lao động đã được lắp tấm chắn bằng nhựa dẻo, trong suốt, theo từng ô. Và ngay cả khu vực giải lao, toàn bộ các ghế ngồi cũng đã có vách ngăn cách. Để đảm bảo khôi phục sản xuất, ngoài việc tuân thủ các điều kiện tỉnh Bắc Giang quy định, chúng tôi đã xây dựng phương án nâng quy mô, chủ động đón công nhân các địa phương quay trở lại nhà máy. Do đó, chúng tôi sẽ cải tạo nhà xưởng thành khu ký túc xá, làm khu cách ly tạm thời, đồng thời sẽ thực hiện các biện pháp chống dịch để đảm bảo tất cả phải an toàn trong mọi hoạt động sinh hoạt và sản xuất của công nhân. Hiện Tập đoàn Hồng Hải có 3.000 lao động quay trở lại làm việc tại 3 doanh nghiệp thuộc 3 khu công nghiệp Quang Châu, Đình Chám, Vân Trung tại huyện Việt Yên. Để đảm bảo chuỗi sản xuất, doanh nghiệp này đã phải xây dựng kế hoạch nâng quy mô, trước mắt đón thêm 10.000 công nhân từ các địa phương trở về nhà máy. Trước khi tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch, các doanh nghiệp của Tập đoàn Hồng Hải giải quyết việc làm cho 35.000 lao động. Để trở lại quy mô hoạt động bình thường, doanh nghiệp này xác định để có thể sống chung với dịch thì không còn cách nào khác là phải xây dựng mô hình doanh nghiệp đảm bảo an toàn COVID-19. Có thể nói là một trong những cái doanh nghiệp mà chấp hành tốt nhất cái yêu cầu về phòng chống dịch.
Ở đây thì tất cả những yếu tố về đảm bảo công nhân an toàn, vận chuyển an toàn, lưu trú an toàn, bếp ăn an toàn, phân xưởng an toàn thì công ty đều đáp ứng được hết. Và chúng tôi đang xây dựng đây là một cái mô hình điểm để từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng cho các cái doanh nghiệp khác trong tỉnh. Không chỉ có vậy, doanh nghiệp này còn thành lập tổ an toàn COVID theo nhóm, thực hiện phương châm 3 cùng, đó là cùng ăn, cùng làm, cùng ở, để đề phòng nếu có tình huống bất ngờ sẽ đảm bảo khoanh vùng theo nhóm, không ảnh hưởng đến sản xuất, đảm bảo mục tiêu chống dịch để sản xuất để chống dịch. Thưa quý vị, theo thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật, vào sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Yamada Takio đến chuyển thông điệp của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide gửi đến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc Chính phủ Nhật Bản quyết định hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Thực hiện kết quả của các cuộc điện đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Đây là minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Nhật Bản mong muốn liên kết với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Việt Nam để cùng vượt qua đại dịch COVID-19. Đại sứ Yamada cũng thông báo các hiệp hội và 36 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã quyên góp 39,2 tỷ đồng cho quỹ vaccine ngừa COVID-19 của chính phủ Việt Nam và sẽ tiếp tục đóng góp thêm. Thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn chân thành tới Ngài Thủ tướng Suga, chính phủ và nhân dân Nhật Bản. Đây là món quà quý báu, kịp thời, là nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự cảm thông, chia sẻ lẫn nhau khi khó khăn, thể hiện tình hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Cảm ơn các hiệp hội và doanh nghiệp Nhật Bản đã sát cánh cùng chính phủ và nhân dân Việt Nam phòng chống đại dịch. Trong điều kiện dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy thương mại hai chiều, nhất là việc tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam có thế mạnh được vào thị trường Nhật Bản. Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, nhất là đầu tư vào hạ tầng và các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và Việt Nam có tiềm năng. Mong muốn Nhật Bản tiếp nhận các thực tập sinh Việt Nam và sớm nối lại các chuyến bay thương mại khi điều kiện cho phép. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có kiến nghị lên Chính phủ đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện của đơn vị kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nghị định 10 quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ kể cả người lái xe trở lên phải lắp camera hành trình và thời hạn thực hiện phải hoàn thành xong trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định này cho đến nay gặp nhiều khó khăn mà nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép trong thời gian tới chưa xử lý vi phạm hành chính đối với quy định lắp camera lên phương tiện kinh doanh vận tải theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các bộ ngành địa phương tiếp tục chỉ đạo đôn đốc đơn vị kinh doanh vận tải khắc phục khó khăn thực hiện lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ kể cả với người lái xe trở lên, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo theo quy định. Thưa quý vị, hôm nay Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Văn Oai Lâm Đồng khắc phục các tồn tại vi phạm trong hoạt động khai thác cát trên sông Đa Nhiêm, đoạn qua địa bàn huyện Đơn Dương sau những thông tin phản ánh của truyền hình Thông tấn. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu doanh nghiệp lập hồ sơ thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thuê đất bãi tập kết và văn phòng theo quy định, lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác, lắp đặt hệ thống để xác định sản lượng khai thác thực tế, thông báo thông tin công khai vị trí, công suất, diện tích, thời gian khai thác tại khu vực mỏ để người dân tham gia giám sát. Đặc biệt, trong quá trình khai thác phải luôn chú ý đến hiện tượng sạt lở bờ sông do hoạt động khai thác khoáng sản gây nên, đảm bảo an toàn, khai thác đúng vị trí cấp phép, khoảng cách so với bờ sông, không gây sạt lở bờ sông và thường xuyên duy tu đường vận chuyển. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, mặc dù lịch kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông bị lùi lại 2 ngày, song Sở phấn đấu đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công tác chấm thi vào ngày 28 tháng 6 như kế hoạch ban đầu. Dự kiến ngày 29 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức ghép điểm xét tuyển cho từng thí sinh và công bố điểm bài thi các môn của thí sinh chậm nhất là vào ngày 30 tháng 6. Toàn thành phố lập một ban chấm thi, một ban làm phách. Dự kiến hơn 2.300 cán bộ, giáo viên sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội điều động tham gia công tác chấm thi. Chuyển sang phần thời sự quốc tế, sáng nay Đảng Dân Chủ lập hiến Nhật Bản và ba đảng đối lập khác đã đệ trình bản kiến nghị bất tín nhiệm đối với nội các của Thủ tướng Yoshihide Suga lên Quốc hội. Động thái này được cho là có thể gây ra những xáo trộn trên chính trường Nhật Bản.
Sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Trong bản đệ trình, phe đối lập chỉ trích phản ứng của chính phủ đối với đại dịch COVID-19 và việc thúc đẩy kế hoạch tổ chức Olympic. Nhiều khả năng bản kiến nghị bất tín nhiệm này sẽ bị phủ quyết trong phiên họp toàn thể cùng ngày của Hạ viện do liên minh cầm quyền giữa Đảng Dân Chủ Tự Do LDP của Thủ tướng Suga và Đảng Công Minh vẫn đang chiếm đa số 2/3 ghế tại cơ quan lập pháp này. Trước đó, phe đối lập đã đề xuất kéo dài kỳ họp thường niên hiện nay của Quốc hội thêm 3 tháng để đối phó với dịch COVID-19. Tuy nhiên, liên minh cầm quyền đã bác bỏ đề xuất đó. Kỳ họp thường niên hiện nay của Quốc hội Nhật Bản dự kiến sẽ bế mạc vào ngày mai 16 tháng 6. Trong khi đó, cuộc bầu cử Hạ viện sẽ phải được tổ chức trước khi nhiệm kỳ hiện nay của các hạ nghị sĩ kết thúc vào ngày 21 tháng 10. Việc các đảng đối lập đệ trình bản kiến nghị bất tín nhiệm đối với nội các của Thủ tướng Suga lên Quốc hội có thể gây ra những xáo trộn trên chính trường Nhật Bản. Nhất là khi Thủ tướng Suga đã cảnh báo ông không loại trừ khả năng giải tán Hạ viện để tổ chức bầu cử trước thời hạn nếu các đảng đối lập hiện thực hóa lời đe dọa đệ đơn đòi bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với nội các. Đào Thanh Tùng, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Tokyo.